Hôm nay tiện thể đánh giá về cái mẫu xe ô tô điện VinFast VF6 Plus ấy. Thì tiện thể là mình sẽ review luôn cái camera hành trình mà mình đang lắp ở trong cái xe VF6 Plus này. Đấy là camera hành trình của Bootlab. Đây cũng là cái loại đời mới nhất bây giờ rồi. Mã thì các bạn cũng có thể nhìn thấy trên hình luôn. Thì như các bạn đã biết thì Bootlab ấy, thì mình đã làm rất là nhiều những video về camera cho Bootlab rồi. Đấy, chúng ta mình thường là làm về camera giám sát ở bên trong nhà này, camera giám sát ở bên ngoài trời này. Đấy, và những cái camera đó thì bạn cũng đã thấy đấy, giám sát đỗ xe rồi là có rất nhiều những tính năng đàm thoại hai chiều các kiểu đấy thì các bạn cũng biết hết rồi. Đấy, nhưng mà đối với cả camera ở bên trong xe ô tô, nghĩa là camera hành trình giám sát ở bên trong xe ô tô thì sẽ như thế nào? Thì đối với cả camera hành trình ấy, thì cái điều đầu tiên mà mình quan tâm tới đấy là nó phải nét quay, nó phải rõ ràng cái đã. Bởi vì cái camera hành trình ấy là cái camera mà nó rất quan trọng cho chúng ta trong cái vấn đề đề phòng những cái rủi ro. Đấy, nhỡ may là chúng ta đi đường mà nó có rủi ro gì thì cái camera hành trình này nó có thể ghi lại được. Đấy, thì đầu tiên ý là cái chất lượng camera mới là cái mà chúng ta quan tâm tới nhất. Cái thứ hai nữa là những cái tính năng đi kèm của cái mẫu camera này thì liệu nó có ổn hay không ấy. Thì thực sự là cái camera hành trình của Bootlab này, cái điểm mà mình cảm thấy nó ấn tượng so với những cái mẫu camera hành trình khác đấy là nó có hệ thống ADAS. Đấy, nghĩa là đại loại là các bạn cứ hiểu là hệ thống an toàn đấy. Đấy, lát nữa thôi thì mình sẽ nói kỹ về những hệ thống an toàn này sau. Đấy, và một cái điểm nữa mà mình chú ý tới đấy là khi mà mua camera hành trình thì có đi kèm theo thẻ nhớ hay không, bởi vì rất nhiều hãng camera hành trình là chúng ta mua camera hành trình riêng nhé và chúng ta mua thẻ nhớ riêng, hoặc thậm chí là có những bạn nghĩ rằng là mặc định là camera hành trình mua về là phải được tặng thẻ nhớ luôn, nhưng mà không không đâu nhá. Nhiều khi là nhận camera hành trình về xong rồi không thấy có thẻ nhớ đâu, lại phải mất công đi mua thẻ nhớ, như thế nó rất là mất thời gian. Thì đối với cả cái camera hành trình này nó có cả thẻ nhớ luôn, chợ có thẻ nhớ đi kèm luôn. Bình thường ngày xưa ấy là camera hành trình là mình thấy là người ta hay lắp ở mỗi phía trước thôi để cho nó tiết kiệm chi phí đấy, và ít ai quan tâm tới cái phía sau. Đấy, nhưng mà mình nghĩ là cái camera hành trình ở phía sau nó cũng rất là quan trọng, để nếu như mà chúng ta có bị, thứ nhất là bị kẻ xấu bám đuôi chẳng hạn, chúng ta cũng có thể biết được này, hay là nhỡ may mà có bị ai tông vào đít xe ấy, đấy thì chúng ta cũng có thể biết được. Đấy, thì đại loại là mình thấy là camera hành trình thì chúng ta nên trang bị cả trước lẫn sau, và đối với cái camera này ấy, thì nó có cả camera trước lẫn camera sau. Đó, rồi thế bây giờ mình sẽ đi đến từng tính năng một đi đã nhá. Đầu tiên ấy là cái tính năng mà mình cảm thấy thú vị nhất nhá, thì nó chính là những cái tính năng trong bộ ADAS của cái mẫu camera hành trình này. Đấy, thế thì bộ ADAS thì nó sẽ có những cái gì? Đầu tiên ý, là nó sẽ có cảnh báo là có nhiều người đi bộ xung quanh chúng ta. Thứ hai nữa là nếu mà chúng ta dừng đèn đỏ ấy, mà cái xe ở phía trước đi mà xe của chúng ta chưa đi thì nó cũng sẽ nhắc nhở chúng ta là xe phía trước khởi hành để chúng ta đi đi. Tiếp tục nữa nào, khi mà chúng ta đi ở trên đường cao tốc ý, đi tốc độ cao, nếu mà chúng ta chỉ cần chệch làn thôi thì nó cũng sẽ nhắc nhở chúng ta là chúng ta đang đi chệch làn đấy. Đấy, và có một cái tính năng nữa đấy là cảnh báo va chạm. Đấy, nó sẽ thông báo cho chúng ta nếu mà nó cảm thấy rằng là xe của chúng ta quá gần xe ở phía trước và có khả năng gây ra va chạm thì nó sẽ cảnh báo luôn. Đấy, thế thì nói về từng cái tính năng đi. Thì đầu tiên là đối với cả cái tính năng mà cảnh báo người đi bộ ấy, thì bản thân mình thấy là cái tính năng này nó hoạt động nó không chuẩn cho lắm. Đấy, nếu mà mình đi ở trên đường phố ở Hà Nội ấy, thì nó sẽ báo liên tục luôn là có người đi bộ xung quanh, có người đi bộ xung quanh, nó sẽ báo liên tục như thế, mặc dù là đường nó chỉ là đường đông thôi đấy, nhưng mà nó cảnh báo người đi bộ. Thì mình đang hiểu theo nghĩa là nếu mà đường mà nó quá đông ấy thì nó sẽ báo lên cho chúng ta biết, chứ nó không hẳn là nó nhận diện được người đi bộ. Thì cái tính năng cảnh báo người đi bộ này thì mình nghĩ là nó sẽ phù hợp đối với những bạn nào mà chúng ta hay di chuyển ở trong những nơi mà nó không đông dân cư. Đấy, thì cứ khi nào mà nó hơi đông lên một tí thôi thì nó sẽ báo để chúng ta gọi là chú ý cẩn thận hơn. Chứ còn những cái bạn mà ở trong những nơi mà nó rất đông dân cư rồi, ví dụ như là thành phố chẳng hạn, thì mình nghĩ là các bạn nên tắt cái tính năng này đi. Đấy. Nhưng mà cái tính năng tiếp theo ấy, thì mình nghĩ là rất là hiệu quả. Đấy là tính năng cảnh báo xe phía trước di chuyển. Nghĩa là khi chúng ta dừng đèn đỏ ấy, nhiều khi là chúng ta sao nhãng đi. Có những bạn mà dừng đèn đỏ, các bạn tận dụng cái thời gian chết đó để các bạn lướt qua Facebook một tí, lướt TikTok, lướt Facebook hoặc làm cái gì đấy một tí. Trong khi đó thì đèn xanh đã bật lên rồi mà chúng ta vẫn không đi. Đấy, thì như thế nó sẽ ảnh hưởng đến người phía sau. Thì cái camera này nó nhắc nhở chúng ta cái điều đấy, thì mình cái điều đấy là mình cảm thấy rất là tiện. Về những tính năng khác, ví dụ như là cảnh báo chệch làn đường ấy,
thì là nó có cảnh báo chệch làn đường cho chúng ta. Đấy. Nhưng nó sẽ có một vấn đề như này. Đấy là khi mà cảnh báo chệch làn đường ấy, thì nó sẽ có một độ delay nhất định nha các bạn nhé. Chứ không phải là lúc nào chúng ta đi nó cũng sẽ báo đâu. Đấy. Với cả thứ hai nữa, đấy là chính vì việc cái camera này nó không kết nối với cả cái hệ thống của xe ô tô, nên là nhiều khi mình xi nhan ấy, chắc chắn là sẽ không hiểu rồi đúng không? Ví dụ như ô tô ấy, hệ thống cảnh báo chệch làn đường là khi chúng ta xi nhan, chúng ta chuyển làn thì nó sẽ không cảnh báo. Còn khi mà chúng ta không xi nhan mà chúng ta chuyển làn thì nó mới báo. Thì đối với cả camera hành trình thì nó sẽ báo hết. Là báo tất cả luôn. Tất cả những trường hợp thì nó đều báo hết bởi vì nó không kết nối với cả hệ thống chính của ô tô. Đấy thì đấy là cái mà chúng ta cần phải ý. Đấy, nhưng mà nói gì nói méo mó con không đúng không? Còn một tính năng nữa là trong suốt cái quá trình mà mình đi thì nó hoạt động đúng một lần nhưng mà mình không kịp quay. Đấy là tính năng cảnh báo va chạm. Thì nói thật luôn là mình cũng không test cái tính năng này, mình không đưa bản thân mình vào trong những tình huống nguy hiểm. Đấy, bởi vì là cái hệ thống ADAS này nó chỉ là hệ thống cảnh báo thôi chứ không phải là hệ thống hỗ trợ nha các bạn nhé, chú ý nha, nó không có hỗ trợ, không can thiệp được vào chân ga chân phanh, nên là mình sẽ không test cái tính năng đó. Đấy, nhưng đại loại là nói cho các bạn về cái hệ thống ADAS của cái mẫu cao đài hành trình này thì nó là như vậy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nói về cái camera thì sao. Camera thì quan trọng nhất nó là quay nó phải nét. Thì đối với cái camera phía trước ý, thì nó có thể quay được với định dạng là 4K nhá. Đấy, và cảm biến của nó sẽ là cảm biến Sony. Cái khẩu độ mở của nó rất là lớn, lên tới là f/1.5 cơ. Là các bạn biết là khẩu độ mở lớn như thế thì nó sẽ thu sáng, nó sẽ tốt rồi. Thôi camera như nào thì các bạn cũng thể nhìn thấy luôn. Cứ đọc là 4K rồi là cảm biến như này thì nó mất thời gian ra. Thì đây sẽ là những cái cảnh mà mình quay ở ban ngày đi. Quay ban ngày đây nói thật luôn là đây là trong lúc mà mình đang đi về như này là đường nó đang ngược sáng cái này. Đấy, quay tất cả những điều kiện luôn. Thiếu sáng như thế nào này, ngược sáng như thế nào này, xuôi sáng như thế nào này, để cho các bạn có thể thấy được luôn là cái camera này nó quay ra sao. Thì trong cái quá trình quay ấy, thì mình cũng nói luôn, đấy là cái xe VinFast VF6 là họ dán cái phim cách nhiệt nó rất là tối luôn, cái phim 3M rất tối, đặc biệt là cái cửa kính ở phía sau. Nên là đối với cái camera ở phía sau ấy, nếu như quay mà nó không được rõ ràng lắm ấy, thì các bạn mình nghĩ là các bạn phải tăng lên cỡ tầm khoảng 3 tông sáng nữa. Còn đối với cả cái camera hành trình ở phía trước này, các bạn phải tăng lên 2 tông sáng nữa nhé. Đấy, chứ còn những bạn nào mà các bạn đi như dán cái phim cách nhiệt mà nó đỡ tối hơn ấy, thì chắc chắn là cái camera này, cái độ sáng của nó sẽ tốt hơn, các bạn nhìn thấy trên hình rất là nhiều. Về góc nhìn ấy, thì cái camera này nó có một cái góc bao quát rất rộng luôn. Góc bao quát ở phía trước lên tới là 170 độ cơ. Đấy, và nó có thể bao quát được cỡ tầm khoảng 6 làn xe cho chúng ta để mà cảnh báo trong hệ thống ADAS của nó ấy, nếu mà chúng ta chệch làn đường. Đấy, thì 170 độ thì các bạn tưởng tượng là nó rộng khủng khiếp như nào. Bình thường là với những cái camera siêu rộng mà mình làm ở trên điện thoại ấy, thì 120 độ nó đã là rộng lắm rồi, con này là 170 độ. Còn camera phía sau nhá, thì cái góc nhìn nó sẽ là 150 độ các bạn ạ. Và tất nhiên đối với camera ở phía sau ấy thì nó sẽ không bằng camera phía trước đâu. Nó sẽ chỉ là quay video Full HD thôi chứ không phải là quay video 4K như là camera ở phía trước đâu. Về thiết kế thì mình thấy là thiết kế của camera này nó rất là nhỏ gọn. Và nói luôn là thiết kế nó đẹp. Các bạn có thể thấy là khi mà bắt đầu đi thì nó sẽ hiển thị cái màn hình live view để cho chúng ta nhìn ở trên camera. Đấy, tuy nhiên là nếu mà để cái màn hình live view này nó lâu quá thì nó sẽ khiến cho chúng ta bị mất tập trung. Cái camera này nó sẽ có một cái màn hình chờ, sau khi chúng ta đi một lúc nó sẽ hiển thị lên cái màn hình chờ này. Và cái màn hình chờ này mình thấy rất thích ở cái chỗ là nó hiển thị đồng hồ rất to, mình có thể nhìn vào được. Đấy, nó hiển thị là giờ này, rồi là ngày, tháng, năm và thứ để mình có thể nhìn được. Và cái màn hình này thì nó khiến mình không mất tập trung đâu. Ví dụ như là cái xe VinFast VF6 này nhá, cái đồng hồ của nó ở trong này nó bé tí luôn, mặc dù là cái màn hình nó rất to nhưng mà cái đồng hồ bên trong này nó bé tí. Còn ở trên HUD của cái VF6 này ấy, thì nó không hiển thị lên cái đồng hồ. Đấy, thì ở đây có thêm cái đồng hồ bên trong xe này, mình cảm thấy rất là tiện. Liếc mắt lên phát là nhìn là biết được là bây giờ là mấy giờ rồi. Đấy, thì cái này mình thấy cực kỳ tiện luôn nhá. Và cái camera thiết kế là đẹp, mình công nhận là đây con camera thiết kế đẹp thật. Và vừa rồi thì các bạn cũng đã thấy được là cái cảnh quay ngược sáng bằng camera hành trình của cái mẫu camera này nó như thế nào rồi, đúng không ạ? Và để quay ngược sáng được như vậy thì cái tính năng HDR ở trên cái mẫu camera này nó hoạt động rất là ổn định luôn. Còn khi mà quay vào ban đêm ấy, thì mình để ý đến cái việc là quay ban đêm nó nét hay không. Đây thì các bạn cũng có thể nhìn thấy luôn. Quay ban đêm như này thì chắc chắn là chúng ta cũng sẽ nhận diện được biển số xe ở phía trước nó rõ ràng hơn rồi. Và cái camera này thì nó còn có một cái nữa rất hay. Đấy là nó có định vị GPS nhé các bạn nhé. Có định vị GPS và nó theo dõi được cái quãng đường mà chúng ta di chuyển. Đấy.
tiết kiệm cho chúng ta cái tiền phải mua một cái bộ GPS rời. Đấy, và cái này sẽ rất tiện cho cái việc là nếu chúng ta cho ai mượn xe đi. Đấy, cho ai mượn xe thì nó có thể theo dõi được là cái vùng mà người ta đi là như thế nào. Đấy, chúng ta có thể giám sát được cái điều đấy. Thì cái này mình thấy là nó sẽ tiện cho những cái đơn vị mà vận tải, chẳng hạn chúng ta cho thuê xe đi. Đấy, nói luôn là cái xe VinFast VF6 này là cũng là thuê đấy. Đấy, thì là thảo nào người ta mới lắp cái này vào. Đấy, tuy nhiên là cái camera này thì các bạn chú ý là nó không có 4G, nghĩa là không có, có kết nối SIM, nên là khi mà chúng ta muốn xem online chẳng hạn, thứ nhất là chúng ta xem online là chúng ta sẽ không xem được. Đấy là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai nữa, đấy là nếu mà giám sát hành trình ý, thì chúng ta sẽ không giám sát hành trình theo thời gian thực được, mà chỉ có khi nào mà họ trả xe về cho chúng ta thì chúng ta biết là cả cái hành trình này chúng ta đi nó như thế nào. Đấy, thì đấy cũng là một cái điểm mà mình cần phải chú ý cho các bạn. Và đối với cả camera hành trình ý, thì nó còn có một số những cái khác nữa. Ví dụ như là nếu mà nó phát hiện ra là chúng ta có va chạm mạnh hay là như thế nào đấy, thì trước đó nó đã quay một cái đoạn video rồi và nó phích cứng cái đoạn video này ở trong thẻ nhớ cho chúng ta luôn, để tránh cái việc là bị ghi đè lên. Đấy, thì cái này thì mình nghĩ là nó cũng là một cái tính năng gọi là an toàn hơn cho chúng ta đấy. Tất nhiên nó cũng sẽ có một số những tính năng khác nữa, ví dụ như là quay video time lapse này, hay là ghi hình khi đỗ xe. Đấy, đặc biệt là nếu mà chúng ta đỗ xe ở những nơi mà chúng ta chưa quen chẳng hạn, đấy, đỗ xe vào ban đêm hay là đến những nơi nào đấy mà chúng ta là lạ ấy. Đấy, thì cái việc giám sát này mình cảm thấy rất là tiện, và giám sát 24/24 luôn nhá. Để giám sát đỗ xe chúng ta có thể tùy chỉnh được như thế. Và tất nhiên vừa rồi mình cũng đã nói rồi đấy, với một cái thẻ nhớ giới hạn ấy thì chắc chắn là khi mà ghi hình thì nó sẽ ghi hình theo kiểu là ghi hình dạng vòng lặp rồi. Nghĩa là sao? Nghĩa là khi nào mà thẻ nhớ đầy ấy, thì nó sẽ xóa những video cũ nhất đi. Đấy, để ghi những video mới nhất vào. Đấy. Còn tất nhiên nó sẽ không ghi đè lên những cái file nào mà nó nghĩ rằng là đấy là những cái file khẩn cấp, là nó sẽ không ghi đè vào. Và cái camera hành trình này thì khi mà mình kết nối với ứng dụng Bootstrap ấy, thì mình thấy là đầu tiên là ứng dụng là có tiếng Việt cái đã. Thứ hai nữa là tất cả những cái cảnh báo mà nó báo ra ở trên cái camera này thì nó đều báo ra bằng tiếng Việt luôn. Đấy, cho người Việt nghe rất là dễ dàng, chứ không phải là báo ra bằng tiếng Anh đâu. Nên là trong quá trình sử dụng ấy thì mình cảm thấy như thế là tiện lợi rồi. Và cái camera này thì nó sẽ chịu được nhiệt độ từ âm 20 độ C đến 70 độ C. Thực ra là âm 20 độ C thì ở Việt Nam là chả bao giờ có đâu. Đấy, nhưng mà 70 độ C ấy, thì nó có thể xuất hiện nếu như chúng ta đỗ xe quá lâu ở phía dưới trời nắng đấy. Nên là chúng ta cũng cần phải chú ý cái điều này một chút. Đấy, nhưng mà đại loại là với cái biên độ chịu nhiệt nó rất lớn như thế thì ít nhất là chúng ta để cái camera ở bên trong xe chúng ta cũng cảm thấy là yên tâm hơn. Về những thông số khác của mẫu camera này thì nó sử dụng wifi băng tần kép nhé. Còn cổng kết nối của nó chỉ là cổng micro USB thôi. Nên thành ra khi mà mình kết nối xe này vào ấy, thì nếu mà với những cái đầu sạc tẩu của mình, thì với những cái tẩu mà nó có đầu là Type-C ấy, thì mình lại không cắm sạc tẩu được. Đấy, nên là mình sẽ đấu trực tiếp dây vào nguồn của xe luôn. Đấy, nên là chúng ta cũng cần phải chú ý cái điều này. Đấy, mình hy vọng là sau này nếu mà hãng có những thế hệ mới thì họ sẽ thay thế vào đó là cái cổng sẽ là cổng USB Type-C thay vì cổng micro USB. Nói chung là camera hành trình thì mình nói thật là cũng chỉ cần như thế thôi. Đấy, quay là nó phải nét rõ ràng. Đấy, rồi là có thêm những tính năng bổ trợ khác thì nó càng vui. Đấy, ví dụ như là có thêm ADAS này, hay là được tặng thêm một cái thẻ nhớ này, rồi là có cả định vị GPS nữa này. Đấy, thì nói chung là thêm được cái gì đấy thì nó vui cái đấy, đúng không nào? Thế thì để biết được về giá bán cũng như là các khuyến mại đi kèm và làm sao để có được mức giá tốt nhất thì các bạn có thể kích vào đường link mà mình đã để phía dưới phần ghim comment cũng như là phần mô tả của video này nhá. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.